Thưa quý vị, mới đây, Ria Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã phá hủy một đoàn tàu chờ đầy đạn dược của Ukraine đi về hướng Donetsk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, đề vị trinh sát Nga đã phát hiện sự xuất hiện của một đoàn tàu quân sự với đạn pháo tại trạm giữa hàng. Tòa độ mục tiêu đã nhanh chóng được chuyển cho kíp chiến đấu của hệ thống tên lửa nhằm thực hiện đòn tấn công có độ chính xác cao. Đoàn tàu bị phá hủy, cùng khoảng 30 binh sĩ Ukraine và tới 10 phương tiện khác. Bộ Quốc phòng cũng công bố đoạn phim từ một máy bay không người lái trinh sát hoạt động phía trên nhà ga. Một đoàn tàu chở hàng xuất hiện, sau đó là một vụ nổ, bốc cháy và các vụ đạn nổ thủ cấp. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã dùng vũ khí tầm xa tấn công kho đạn dược do nước ngoài sản xuất gửi tới Ukraine và bắn rơi 27 UAV. Hải quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao trên biển vào kho đạn dược do nước ngoài sản xuất của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được. Theo hướng Zaporizhia, lực lượng Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 và Lữ đoàn Di động số 46 Ukraine gần vùng Zaporizhia. Ở hướng trên, Ukraine tổn thất 160 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, bốn xe cơ giới, hai pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành AS-90 Braveheart, một pháo phản lực FH-70 do Anh sản xuất, hai pháo D-30. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng giúp của Nga phối hợp với hàng không và pháo binh đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine gần Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo hướng Donetsk, hơn 185 binh sĩ Ukraine, ba xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới, một pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất cũng như một xe chiến đấu Grab đã bị vô hiệu hóa. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị từ lực lượng Zapad của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine gần vùng Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Ở hướng trên, Ukraine mất 30 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một pháo D-20. Theo hướng Grasny Liman, các đơn vị, hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng từ tập đoàn Tsent của Nga đẩy lùi hai cuộc tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tác chiến đặc biệt số 12 và Lữ đoàn Cơ giới số 42 Ukraine gần Lugansk. Theo hướng Krasny Liman, 60 binh sĩ Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, một pháo tự hành Govdika và một pháo D-30 của họ bị vô hiệu hóa. Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok, hàng không lục quân và pháo binh Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 31 gần Donetsk. Ở hướng trên, 100 binh sĩ Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới, hai pháo D-20 và một pháo msta b của họ bị vô hiệu hóa. Theo hướng Kherson, Ukraine mất 35 binh sĩ, ba phương tiện cơ giới, một pháo phản lực M109 Paladin do Mỹ sản xuất và hai pháo D-30. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của Ukraine tại 128 khu vực trong ngày. Một trạm chỉ huy và con sát của Lữ đoàn Cơ giới 67 Ukraine đã bị phá hủy gần Lugansk. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả bom dẫn đường Gidam và một quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine. 27 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần vùng Zaporizhia và Soledad vừa qua ria đưa tin bốn sĩ si quan trinh sát thuộc tập đoàn quân xe tăng cận vệ một trong biên chế nhóm quân phương tây của nga đã tấn công giành lại vị trí của ukraine theo hướng kupiansk vô hiệu hóa hai điểm đặt súng máy một súng phóng liệu và một vài xạ thủ lực lượng chính của ukraine rút lui để lại hầm đảo của mình vào cuối tháng 7, một chiến binh của lực lượng vũ trang Nga với biệt danh Groza nói với RIA rằng các trinh sát của tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 thuộc quân khu phía Tây sử dụng tên lửa chống tăng có điều kiện đã phá hủy một trạm quan sát của đối phương được thiết lập dưới một chiếc xe chiến đấu bộ binh ở khu vực Kupiansk. Đại đội trưởng trinh sát cho biết, vài ngày trước, trong các hoạt động tấn công, chúng tôi đã giành được các vị trí của đối phương dưới một chiếc xe chiến đấu bộ binh bị hỏng. Kết quả là nhóm 4 người của chúng tôi đã gặp phải hỏa lực súng máy, hai điểm súng máy bị phá hủy. Theo ông, dù trước đó một trạm quan sát đã bị phá hủy tại vị trí này, nhưng do vị trí thuận lợi và tầm nhìn tốt nên lực lượng Ukraine quay trở lại. Người chỉ huy cho biết rõ ràng có tới 10 quân nhân Ukraine, hai điểm đặt súng máy, một vị trí phóng liệu và các vị trí bắn súng liên tục được bố trí tại vị trí này. Bây giờ chúng tôi đã kiểm soát. Khi chúng tôi bò đến chiếc xe chiến đấu bộ binh của đối phương bị bắn hỏng, tôi nhìn thấy một hầm đào của Ukraine ở gần đó. Lấy lựu đạn ra ném vào, di chuyển đến một khoảng cách an toàn và bắt đầu tấn công bằng súng máy. Sau đó các đồng đội của tôi tham gia và bắt đầu quét sạch hầm đào. Sĩ quan có mật danh Comfort nói với RIA một người tham gia cuộc tấn công khác báo cáo rằng người điều khiển UAV đã ghi lại cách đối phương bắt đầu bỏ chạy khỏi các vị trí trong các cuộc tấn công của nhóm trinh sát. Ngày 28 tháng 8, hãng thông tấn TASS trích dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong tuần qua, Ukraine đã tổn thất 1.180 binh sĩ ở khu vực phía nam Donetsk, 820 lính ở tỉnh Zaporizhia, 665 lính ở thị trấn Kupiansk của tỉnh Kharkov, 485 lính ở hướng Krasny Liman và 215 lính ở tỉnh Kherson. Ngoài ra, kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, các lực lượng Nga đã bắn hạ của Ukraine tổng cộng 466 máy bay, 247 trực thăng, 6.152 máy bay không người lái UAV, 433 hệ thống tên lửa phòng không, 11.527 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép. Trong khi đó, Ukrainska Pravda đưa tin, chuẩn tướng Oleksandr Tanavsky, tư lệnh nhóm lực lượng chiến lược và tác chiến Tavria miền Nam, viết trên Telegram cho biết, lực lượng Nga đã mất 293 nhân sự trong ngày hôm qua ở miền Nam Ukraine, cùng với 25 thiết bị quân sự. Ông viết, cuộc tấn công thành công của lực lượng phòng thủ trên mặt trận Tavria vẫn tiếp tục. Các đơn vị pháo binh đã thực hiện 1218 lượt bắn trong ngày. Trong một ngày qua, đối phương đã thiệt hại 293 người, 50 người chết. 243 người bị thương. Tướng Tanavsky cũng đưa tin 25 thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy, gồm một xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 9 hệ thống pháo và súng cối, một tên lửa chống tăng có điều kiện, một UAV và 9 phương tiện cơ giới. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn tới gia đình của người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin gửi lời chia buồn tới gia đình ông Prigozhin trước khi công bố kết quả khám nghiệm. Hãng tin Tass dẫn lời ông Peskov nói hôm 28 tháng 8, các thủ tục pháp lý và pháp y về xét nghiệm di truyền đã hoàn tất. Ông Peskov giải thích, có nhiều thông tin về vụ tai nạn nhưng để làm việc theo pháp luật cần phải chờ kết quả khám nghiệm. Nhưng trong trường hợp này, có những xác nhận hoàn toàn rõ ràng liên quan tới một danh sách chuyến bay. Các tài liệu khác cũng cho thấy ông Prigozhin đã ở trên máy bay. Vì vậy, Tổng thống đã bày tỏ lời chia buồn trước khi công bố kết quả khám nghiệm. Theo ông, Điện Kremlin chưa có thông tin về hình thức và ngày tổ chức tang lễ cho ông Prigozhin, vì vậy không thể trả lời câu hỏi Tổng thống có tham dự hay không. Ông Peskov nhấn mạnh, việc quyết định địa điểm và thời gian tổ chức tang lễ phụ thuộc vào người thân của ông Prigozhin. Ông Peskov nói thêm, ngay khi có quyết định, chúng tôi sẽ thông báo tới công chúng, những quyết định như vậy luôn được thảo luận với gia đình nạn nhân. Cùng thời điểm này, Điện Kremlin cho biết chưa nắm thông tin khi nào sẽ cử hành tang lễ cho ông chủ tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, và sau đó cũng chưa biết ông Putin có tham dự lễ tang hay không. Báo Guardian dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 28 tháng 8. Điện Kremlin chưa có thông tin về hình thức và ngày tổ chức tang lễ cho ông Prigozhin, vì vậy không thể trả lời câu hỏi Tổng thống có tham dự hay không. Ông Peskov nói thêm, ngay khi có quyết định, chúng tôi sẽ thông báo tới công chúng. Những quyết định như vậy luôn được thảo luận với gia đình Tăng Quyến. Một số thành viên của Wagner nói với báo Guardian là họ không biết đám tang của ông Prigozhin sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu một người lính Wagner từng chiến đấu ở Ukraine cho biết, chúng tôi chưa được thông báo gì cả. Tôi hy vọng ông ấy nhận được lời chia tay xứng đáng. Một tài khoản Telegram có liên kết với ông Prigozhin đoán rằng tăng lễ của ông Trùm có thể diễn ra tại Nghĩa Trang dành cho các chiến binh Wagner ở khu vực Krasnodar, miền nam của nước Nga. Những người khác suy đoán, tang lễ sẽ được tổ chức tại quê hương xanh Petersburg của ông Prigozhin. Theo báo Washington Post, điện Kremlin đang cân nhắc về tình trạng bất ổn tiềm tàng nếu ông Putin không coi ông Prigozhin cũng như tập đoàn Wagner là các anh hùng thời chiến. Ông Yevgeny Prigozhin, người có biệt danh là đầu bếp của Putin, đã kiếm được hàng tỷ đô la Mỹ thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn uống cho quân đội. Ông Trung Wagner cũng là gương mặt đại diện cho cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời của tập đoàn lính đánh thuê ở thành phố Bakhmut, phía đông Ukraine, nơi mà cuối cùng phía Nga đã kiểm soát được vào cuối tháng năm điều này khiến cho nhiều nhà bình luận ghi nhận ông là người có công trong chiến thắng quan trọng của nga kể từ những ngày đầu phát động chiến dịch quân sự